tháng 7 này. Cả thế giới sẽ hướng về Australia và New Zealand để theo dõi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, nơi hội tụ của những ngôi sao hàng đầu thế giới, cùng với những màn so tài đỉnh cao. 32 đội bóng, 64 trận đấu, một tháng tranh tài sôi nổi. Đặc biệt, đây sẽ là lần đầu tiên quốc ca Việt Nam được ngân vang tại sân chơi cao nhất của bóng đá nữ. Triệu trái tim cùng hòa chung một nhịp đập. Triệu ánh mắt hướng về những chiến binh sao vàng. Từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 20 tháng 8 năm 2023, World Cup bóng đá nữ trực tiếp trên kênh HTV Thể thao, hạ tầng truyền hình cáp và ứng dụng HTVC.